Nói đi, ngươi lấy quyền gì mà nói những điều này? Ai cho ngươi cái quyền đó? Vậy để ta hỏi ông một câu. Quyền làm phép báp têm của răng đến từ Thượng Đế hay loài người? Ta sẽ nói gì? Nếu ta nói từ Thượng Đế, hắn sẽ hỏi tại sao? Ngươi không tin răng sao? Nhưng nếu nói từ loài người thì cả đám sẽ ném đá chúng ta, vì tất cả đều quả quyết răng là nhà tiên tri. Bọn ta không biết quyền đó từ đâu. Vậy thì ta sẽ không nói ta lấy quyền gì để làm điều này.